Đây là đồ thị của thị trường chứng khoán. Theo anh chị thì thị trường sẽ tiếp tục tăng hay là thị trường sẽ tiếp tục giảm? Và nếu như thị trường tiếp tục tăng thì anh chị sẽ làm gì? Lỡ như thị trường nó giảm thì anh chị sẽ làm gì? Đừng quên để lại những nhận xét bên dưới để chúng ta có thể trao đổi với nhau và đưa ra được những bài học. Và nhân về câu chuyện của thị trường, Dũng tin có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nên làm gì ở thời điểm hiện tại? Nên mua mới cổ phiếu khi thị trường giảm mạnh hay là nên bán cổ phiếu khi thị trường tăng mạnh? Nên giữ cổ phiếu khi thị trường giảm mạnh hay nên giữ cổ phiếu khi thị trường tăng mạnh? Và chẳng may, nếu như anh chị đầu tư chứng khoán bị thua lỗ thì chúng ta cần làm gì khi bị thua lỗ chứng khoán? Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng. Nói những chia sẻ, Dũng mong và Dũng tin có thể mang lại nhiều kiến thức. Vì không sớm thì muộn, Dũng và anh chị cũng sẽ làm việc với nhau trên kênh đầu tư chứng khoán. Chứng khoán có thể tiếp tục giảm, chứng khoán tiếp tục tăng. Và mạn phép đây không phải là một video nhận định thị trường chứng khoán. Hãy để chuyện đó cho những chuyên gia chuyên nhận định về thị trường chứng khoán từng ngày và từng tuần. Còn Dũng thì Dũng sẽ kể với anh chị nghe về một câu chuyện. Và nhân về câu chuyện này, chúng ta sẽ nhận diện ra được các rủi ro trong từng lớp tài sản. Và nếu như chẳng may chúng ta nhận diện được các rủi ro, Dũng tin anh chị sẽ biết mình cần phải làm gì khi đầu tư chứng khoán thua lỗ. Và các câu chuyện đó nó sẽ như sau. Dũng có một ví dụ về hai anh hàng xóm, một anh hàng xóm A và một anh hàng xóm B. Năm nay là một năm làm ăn rất tốt của cả hai anh hàng xóm này. Và khi Dũng đưa ra một ví dụ liên tưởng về những anh hàng xóm này thì cũng giống như là một công ty A và một công ty B. Công ty A và công ty B đó làm trong cùng một lĩnh vực. Năm vừa rồi là một năm thành công, dẫn đến lợi nhuận của họ tăng rất là mạnh trong năm 2020 và năm 2021. Dịch bệnh bùng phát như vậy nhưng mà ngành nghề của hai anh hàng xóm này đều được hưởng lợi. Và dẫn đến giá cổ phiếu của hai công ty này đều tăng rất là mạnh. Giá cổ phiếu của công ty A và giá cổ phiếu của công ty B đều tăng khoảng 550% trong khoảng một năm rưỡi trở lại đây. Tức là từ lúc dịch cho đến thời điểm hiện tại. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích một chút về cái mô hình kinh doanh của công ty A và mô hình kinh doanh của công ty B này. Mô hình kinh doanh của công ty A thì nó có 3 nghiệp vụ chính. Thứ nhất là nghiệp vụ đầu tư, thứ hai là nghiệp vụ cho vay, thứ ba là nghiệp vụ môi giới. Và nhắc về 3 nghiệp vụ này, có lẽ anh chị cũng đã mường tượng ra được công ty A và công ty B làm trong lĩnh vực nào. Hai công ty này làm trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, dịch vụ chứng khoán và đầu tư chứng khoán. Và năm vừa rồi là một năm rất thành công của các công ty chứng khoán. Dẫn đến lợi nhuận của các công ty này tăng rất là mạnh. Cụ thể thì lợi nhuận của công ty A trong quý 1 năm 2021 là hơn 300 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái là bị thua lỗ. Và phân tích một chút, bóc tách một chút thì cái công ty A này 85% cái lợi nhuận của doanh nghiệp đã đến từ nghiệp vụ đầu tư. 5% cái lợi nhuận đó nó đến từ các nghiệp vụ cho vay và khoảng 7% nó đến từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Thì anh chị cứ tưởng tượng nó như là một cái kiềng ba chân á, thì cái chân của nghiệp vụ đầu tư nó sẽ chiếm 85%. Cái chân nghiệp vụ cho vay nó sẽ chiếm khoảng 5%, đâu đó là khoảng 7-8% là cái nghiệp vụ môi giới. Công ty B thì sao? Công ty B cũng là một công ty rất là thành công trong khoảng thời gian vừa rồi. Quý 1 năm 2021 thì lợi nhuận của doanh nghiệp nó tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bóc tách và phân tích một chút thì 40% đến từ các nghiệp vụ về đầu tư, 25% đến từ các nghiệp vụ về cho vay và khoảng trên 30-35% đến từ các nghiệp vụ về môi giới. Như vậy với cái kiềng ba chân của công ty B này, thì các nghiệp vụ của nó thì cái lợi nhuận của nó sẽ đều nhau hơn. Tất nhiên là nghiệp vụ đầu tư chiếm một tỷ lệ cao, nhưng nó không ưu trội và vượt trội như là công ty A. Và khi chúng ta xếp mô hình kinh doanh của công ty A và mô hình kinh doanh của công ty B đứng cạnh nhau, thì chúng ta sẽ thấy được mỗi công ty này đều có một vẻ đẹp khác nhau và đều phát triển một cái lĩnh vực của mình nó khác nhau. Một bên thì tập trung vào nghiệp vụ đầu tư, một bên thì cái nghiệp vụ của họ thì họ phát triển đều hơn. Và thực tế khi mà anh chị có phân tích các doanh nghiệp chứng khoán á, thì anh chị sẽ thấy nghiệp vụ đầu tư là một nghiệp vụ không bền vững. Nghiệp vụ đầu tư là một nghiệp vụ không bền vững. Nếu như mà hoạt động kinh doanh chứng khoán có lời thì họ sẽ ghi nhận lợi nhuận. Nhưng nếu như thị trường chứng khoán xấu đi thì cái nghiệp vụ đầu tư này từ sinh lợi thì nó sẽ ghi nhận là bị thua lỗ. Thì từ đó cái nghiệp vụ đầu tư này nó cũng là một con dao hai lưỡi. Để qua đó khi chúng ta so sánh tương đương của mô hình kinh doanh của công ty A và mô hình kinh doanh của công ty B thì anh chị sẽ thấy được những rủi ro của mô hình kinh doanh của công ty A là lớn hơn rất nhiều so với những rủi ro của mô hình kinh doanh của công ty B. Như vậy chúng ta phân tích như vậy để chúng ta nhận diện được cái rủi ro mà chúng ta có thể mắc phải. Vì anh chị có thống kê về hoạt động giá cổ phiếu, anh chị cũng sẽ không nhận diện ra được các rủi ro. Anh chị cứ phân tích tăng tăng giảm giảm đồ thị phân tích kỹ thuật thì anh chị cũng không nhận diện ra được các rủi ro. Mà những rủi ro của cái tài sản của mình nó nằm bên trong cái mô hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Để từ đó Dũng cũng có thống kê với anh chị như sau về cái hiệu quả đầu tư trong khoảng 2 tuần trở lại đây và trong 2 ngày trở lại đây. 2 tuần trở lại đây thì VN Index tăng gần 5%. 2 ngày trở lại đây thì thị trường chứng khoán sụt giảm khoảng 2.5%. Nhưng với mô hình kinh doanh của công ty A nó bị phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp vụ đầu tư
thì 2 tuần trở lại đây giá cổ phiếu sụt giảm 10%. Và chỉ trong 2 ngày trở lại đây giá cổ phiếu sụt giảm đến 8%, gấp gần 4 lần so với lại thị trường chứng khoán. Công ty B, mô hình kinh doanh của họ nó bền vững hơn, nó ít bị phụ thuộc bởi cái nghiệp vụ đầu tư hơn và họ phát triển song song ở 3 lĩnh vực hơn. Thì 2 tuần trở lại đây giá cổ phiếu tăng 20%. Trong 2 ngày trở lại đây thị trường sụt giảm 2.5% thì cổ phiếu đó sụt giảm khoảng 2%. Tức là tăng thì tăng tốt hơn so với thị trường, một bên thì yếu hơn so với thị trường, nhưng thị trường chỉ cần hắt hơi sổ mũi á thì giá cổ phiếu đã sụt giảm mạnh hơn so với thị trường. Mặc dù công ty A và công ty B cùng làm trong một lĩnh vực, mặc dù công ty A và công ty B niêm yết cùng ở một thị trường, nhưng kết quả đầu tư lại hoàn toàn khác nhau trong 2 tuần và trong 2 ngày trở lại đây. Dũng đưa ra một câu chuyện, Dũng đưa ra những dẫn chứng, Dũng đưa ra những số liệu để làm gì? Để anh chị có thể hiểu rõ hơn rằng rủi ro nó không nằm ở thị trường, mà rủi ro nó nằm ở từng lớp tài sản và từng lớp cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ. Để từ đó làm gì khi mà bị thua lỗ á, Dũng tin có rất nhiều anh chị suy nghĩ về việc cắt lỗ. Cắt lỗ hay không nó không nằm ở việc thị trường chứng khoán có thủng 1.300 điểm hay không, mà nó nằm ở cái cổ phiếu đó và cái mô hình kinh doanh của anh chị nó có hàm chứa nhiều rủi ro hay không. Nên nhớ, 2021 rất nhiều tài sản nó đã tăng 100, 200, 300, thậm chí 500%. Cho nên những mô hình kinh doanh bền vững thì giá cổ phiếu sẽ tốt. Những mô hình kinh doanh không bền vững á thì cái giá cổ phiếu nó sẽ bị ảnh hưởng rất nặng. Vì những mô hình kinh doanh bền vững á, giảm thì giảm ít hơn so với thị trường, nhưng tăng thì tăng sẽ mạnh hơn so với thị trường. Những mô hình kinh doanh không bền vững, những mô hình kinh doanh có tính chất chu kỳ hoặc là cái cấu trúc của doanh nghiệp đó nó không tốt á, giảm thì giảm nhiều hơn so với thị trường, mà hồi á thì hồi yếu hơn so với thị trường. Kết luận lại, ở thời điểm hiện tại đừng dự đoán thị trường, vì chẳng ai dự đoán được thị trường đâu. Việc ngày mai thị trường chứng khoán tăng hay giảm thực sự với Dũng đó là một điều quá khó, và Dũng tin anh chị cũng vậy thôi. Việc dự đoán đơn thuần nó chỉ là một cái gì đó làm an ủi các anh chị, làm yên lòng các anh chị vì một cái sự ngờ vực nào đó, một sự nghi ngờ nào đó và một sự không chắc chắn nào đó trong vấn đề đầu tư. Thay vì dự đoán thị trường thì hãy đi sâu vào từng lớp cổ phiếu, từng lớp tài sản của anh chị để nhận diện xem thử coi cái cổ phiếu của anh chị nó có nhiều rủi ro trong tương lai hay không. Nhận diện được những rủi ro thì Dũng tin anh chị sẽ có câu trả lời làm gì bây giờ nếu như bị thua lỗ trong cổ phiếu. Trên đây là những quan điểm và những chia sẻ của Dũng, hy vọng có thể mang lại nhiều kiến thức, nhiều giá trị gửi đến tất cả các anh chị nhà đầu tư. Để mở tài khoản tại chứng khoán FPT nơi phí dịch từ 0.15% về 0.1%, tiết giảm chi phí vẫn luôn là một cách để tối ưu hóa lợi nhuận. Nếu như anh chị vẫn chưa có một danh mục đầu tư, có thể sử dụng sản phẩm quản lý tài sản, tư vấn và thiết kế danh mục đầu tư của Dũng. Chúng ta sẽ có 60 đến 90 phút trình bày, trao đổi và đưa ra một phương án đầu tư. Thống nhất với nhau xong thì những phân tích chi tiết sẽ được in ra và gửi về bàn làm việc của anh chị trong thời gian sớm nhất. Trên đây là lịch đào tạo của Dũng vào tuần cuối cùng của tháng 6, tuần 4 tháng 6, khoa học đầu tư chứng khoán cơ bản online tối 3-5-7, từ 7:30 đến 10:30. Trong 3 tiếng, trong 3 buổi, chúng ta sẽ trao đổi với nhau về triết lý, luận điểm và cái tư duy đầu tư. Chọn ra được những danh mục đầu tư và sau đó chúng ta sẽ phân tích những danh mục đầu tư đó. Mọi chi tiết xin liên hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Dũng xin hết.